bạn, rất là vui khi chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Lâm. Cảm ơn đã chọn cái channel của mình xem để mà ủng hộ, và cũng giống như là một cái kênh để mà đối chiếu với tất cả các sản phẩm các bạn đang sở hữu ha. Đặc biệt là về sản phẩm nước hoa sách tay. Về hôm nay Lâm có một cái tin vui rất là quan hỷ và muốn báo với các bạn, đó chính là cái kênh YouTube của Lâm đã nhận được cái tiền từ Google AdSense. Tuy là nó là một cái số tiền không phải là quá lớn, nhưng mà nó là một cái động lực giúp cho Lâm và tất cả những cái người có hoàn cảnh khó khăn ở tại quê hương của mình, đó là Hậu Giang ở miền Tây, có được những cái bữa ăn no ấm. Đó chính là Lâm sẽ dùng tất cả những cái khoản tiền thu nhập từ YouTube của mình để mà ủng hộ cho tất cả những cái người có hoàn cảnh khó khăn ở quê hương của Lâm ha. Lâm rất là cảm ơn tất cả các bạn đã xem cái channel của Lâm, và thành quả của ngày hôm nay đó chính là nhờ những cái nút like và những cái nút chia sẻ của tất cả các bạn. Lâm rất là hoan hỷ và Lâm muốn báo cho các bạn biết là cái tin đó thôi. Rồi Lâm sẽ không nói dòng dài nữa, hôm nay chúng ta sẽ quay lại các bạn một mẫu nước hoa của nhà Versace, đó chính là Versace Elfray, một mẫu nước hoa của nam. Tuy nhiên theo bản thân của mình nhận thấy thì mẫu nước hoa này nữ xài vẫn thích hợp. Mà cái chai trên tay của Lâm hôm nay cũng khá là đặc biệt, đó chính là cái chai 200ml. Cái chai này tới 200ml anh nghe các bạn. Bình thường thì cái mẫu này chỉ có 100ml thôi, còn cái kim ở thân này thì cái chai này tới 200ml lận. Thì Lâm đã bóc hộp sáng nay để mà Lâm test thử rồi, cho nên Lâm cũng muốn giới thiệu với các bạn về cái ngoại hình của nó, cũng giống như là những cái gì mà Lâm cảm nhận khi mà Lâm sử dụng qua cũng như sáng hôm nay các bạn. Thì cái hộp này là một hộp 200ml rất là to nha các bạn. Cái chai này tới 200 là nghe, một lần nữa là muốn nói là nó bự như thế nào, nó bự như là một cái viên gạch vậy đó. Và cái xung quanh cái hộp của nó là nó làm một cái loại da, kiểu giống như là trang trí một cái loại da gắn vậy đó. Cho nên là cái Versace Elfray này người ta hay gọi dễ hiểu hơn, dễ nhớ hơn, đó chính là Versace da rắn, Versace da gắn nha các bạn. Và cái mẫu nước hoa này trên tay của Lâm á là phiên bản Elder Toilette 200ml và được sản xuất tại Italia, Ý nha các bạn. Rồi Lâm sẽ bóc hộp các bạn xem ở bên trong nha. Vì cái chai này khá to cho nên Lâm cầm rất là khó khăn ha các bạn. Cái chai này rất là to nha, 200ml lận. Thì cái thiết kế ở dưới cái chai của nó thì bằng thủy tinh, còn cái nắp thì bằng nhựa nha các bạn, một cái loại nhựa bình thường thôi, không có gì đặc sắc. Ở trên đây có chữ có logo là Versace Men Elfray ha các bạn, có chữ Elfray chỗ này nè. Và ở phía sau lưng của nó cũng có tất cả các thông tin ha cho các bạn xem. Thì Lâm có cảm nhận cái mùi này sau 2 ngày sử dụng rồi, thì Lâm nhận thấy cái mùi này là một cái mùi thanh, mát, dễ chịu, nhưng mà nó lại có mang một cái tính chất là khá là bình dân và phổ thông, mà Lâm lại liên tưởng ngay đến CK1 hay người ta gọi là CK trắng đó. Cái mùi cũng mát mát, thơm thơm vậy thôi, chứ nó không có quá gì là có một cái điểm nhấn hết. Mặc dù là cái mình xem như cái bảng thành phần của nó thì nó rất là nhiều cái thành phần như là cam, quýt, quế vân vân. Thì cái mẫu trên tay của Lâm á, khi mà Lâm sử dụng ngày hôm qua á, thì Lâm nhận thấy á, là cái độ lưu hương của nó cũng thuộc dạng như là trung bình kém, cho nên là Lâm không khuyên các bạn dùng cái mẫu này. Tuy nhiên với một số người là thích cái mẫu này thì họ đã mua luôn cả một chai 200ml như thế này để mà sử dụng. Thì cho nên là các bạn khỏi phải thắc mắc là tại sao có cái mẫu mà Lâm được khen nhiều quá mà khách thì không thích, mà một số mẫu là Lâm không khen thì khách lại thích. Thì nó là vì vậy, chính người mười ý nha các bạn. Với lại cái mẫu 200ml này nó rất là kinh tế, khi mà sử dụng cái chai 200ml này nó sẽ không có đắt hơn cái chai 100ml là bao nhiêu cả, nhưng mà nó lại được gấp đôi, nó được là gấp 2 lần, cho nên nó rất là kinh tế ở cái chỗ đó. Cái độ lưu hương của nó rơi vào đâu đó dưới 6 tiếng. Theo Lâm nghĩ, theo cái quan điểm cá nhân của mình là dưới 6 tiếng, mà hôm qua Lâm sử dụng thì Lâm không có ấn tượng về cái độ lưu hương của nó. Còn cái độ tỏa hương của nó, thì cũng gần gần thôi. Và nó sẽ mau phai nhạt theo thời gian, nghĩa là nó sử dụng càng lâu thì nó sẽ càng nhạt. Cho nên là mẫu này Lâm không có recommended, nghĩa là Lâm không có khuyên dùng. Nhưng mà nếu mà các bạn có thích rồi, có sử dụng rồi và yêu thích nó thì cũng là một cái sự lựa chọn tốt. Nó tốt hơn so với CK1. Nếu mà CK1 có một cái nốt hương cũng mang mát, cũng chua chua, cũng dễ xài, kiểu unisex, nam nữ thì sử dụng được, thì Versace Elfray này nó cũng là một cái kiểu như vậy. Nhưng mà cái mùi nó cao cấp hơn, độ lưu hương của nó tốt hơn cả CK1, bởi vì cái giá thành của nó cũng không mắc hơn là CK1 là mấy. Với lại là cái trong tất cả các mẫu mà Versace mà for men cho nam á, thì cái mẫu này là mẫu rẻ nhất, giá tốt nhất so với Versace For Home hoặc là Versace Eros. Mà Versace Eros lại ra thêm cả cái phiên bản là Versace Eros Flame màu đỏ rồi các bạn. Cho nên là cái mẫu này
Cho nên là cái mẫu này Lâm nghĩ là nó sẽ thích hợp cho tất cả các bạn nào đã từng sử dụng nó, hoặc là những các bạn đang sử dụng CK1 thì sử dụng cái mẫu này nó sẽ thích hợp. Nếu mà các bạn có quan tâm đến sản phẩm này thì hãy liên hệ với mình qua hotline 0939 010 432, hoặc là vào cái fanpage của Lâm ha các bạn. Chúc các bạn một ngày đầu tuần thật là vui vẻ và an yên. Và thêm một cái nữa, Lâm không quên nhắc các bạn là hãy xem video clip tiếp theo của mình bằng cách bấm nút subscribe nhé. Rồi, cảm ơn các bạn rất nhiều.